Không. Dạ kính thưa cô chú anh chị, nay Nhóc Hợi Vlog mình đang có mặt ở chợ Bùi Môn nha. Nay mình sẽ review cái một cái món cá thắt lát bào để cho cô chú anh chị mình xem qua nha. Đây thì những con cá nó rất là to, nó rất là lớn. Nó rất là to, rất là lớn. Đây thì sáng nay thì Nhóc Hợi Vlog mình đang có mặt ở chợ Bùi Môn. Cái chợ này thì nó thuộc ở huyện Hóc Môn nha. Thì ở đây có những cái món cá như món cá thắt lát. Thì đây mình sẽ review cái món cá thắt lát cho cô chú anh chị mình xem. Nó rất là ngon nha. Thì ở đây cái giá cá thắt lát ở chợ Bùi Môn giờ hôm nay là ngày Chủ nhật, là ngày 2 tháng 10, là nó có giá là 30.000 một lạng, tức là 300.000 ký nha. Là 300.000 ký. Thì buổi sáng hôm nay thì ngày 2 tháng 10, tức là cũng là ngày Chủ nhật, thì Nhóc Hợi mình cũng cố gắng đưa những cái hình ảnh và những cái sinh hoạt ở chợ như thế nào để gửi đến cô chú anh chị mình một cái hình ảnh và một cái đời sống nó thực tế nhất ở chợ Bùi Môn. Giờ hôm nay là ngày 2 tây tháng 10 nha cô chú anh chị. Thì đây là món cá thắt lát. Thì cái món cá này nó có giá hiện nay ở chợ, là hôm nay là ngày Chủ nhật, là nó có giá là 30.000 một lạng, tức là 300.000 một ký nha. Đây thì cô chú anh chị mình nhìn rõ nha. Nó rất là công phu, tại vì là phải bào ra. Thì mình thấy ở đây có một em gái bào coi như là bán không kịp luôn. Coi như là sáng giờ em bào 5-7 ký thì em bán, coi như bào nhiêu bán nhiêu, coi như là không đủ bán. Đây thì đời sống thực tế nhất ở cái chợ Bùi Môn. Ngày hôm nay là ngày 2 tháng 10. Thì cũng mong cô chú anh chị mình xem những cái video của Nhóc Hợi chia sẻ review những cái đời sống thực tế ở những ở khắp nơi trên mọi miền đất nước, thì mong cô chú ủng hộ. Đây thì cái cảnh mình sẽ quay ngang cho cô chú anh chị mình xem qua cái cảnh ở chợ Bùi Môn. Thì bên này có một em bán nho. Đó, đây thì nho Mỹ hôm nay thì nó có cái giá là 60.000 nha. Đây là một em trai bán nho rất là dễ thương ạ. Nho ở đây rất là ngon nha. Cái trái rất là to. Nhưng mà nó chỉ có 70.000 một ký. Đây thì đây là hai em này là hai vợ chồng. Ủa, chùm nho nhìn cô chú anh chị mình nhìn chùm nho rất đã nha. Chùm nho rất là ngon. Chùm lớn ký, ký rưỡi. Đây thì cái chợ này thì đa số là những cái khách ở đi cái chợ này toàn là khách vãng lai nha. Tại vì ở đây thì một cái khu vực nó người địa phương. Đây thì những cư dân ở đây toàn là những người khu này toàn là người Bắc không nha cô chú anh chị. Nhưng mà đây thì những người Nam, người ta đến người ta thuê chỗ người ta bán. Thì cái chợ này nó đông nhất là ngày chỉ được ngày Chủ nhật thôi, còn qua những cái ngày thứ hai cho đến thứ bảy thì cái chợ này rất là vắng. Đây thì người ta bán những đủ thứ hết, mình sẽ review hết cho cô chú anh chị mình xem. Thì bây giờ thì nó mới có 7 giờ sáng thôi, thì bây giờ cái tình hình ở chợ này thì nó chưa có được đông lắm, người chưa chưa được đông lắm. Thì hôm nay Chủ nhật thì những công nhân, những cô chú anh chị mà làm công viên chức thì người ta đều được nghỉ hết. Thì bây giờ thì mới có 7 giờ, 7 giờ 20. Thì bây giờ thì 7 giờ 20 thì cái lượng người đi chợ nó chưa được đông lắm nha cô chú anh chị. Đây thì cái loại cá thắt lát. Cô thấy cô chú anh chị mình thấy vào rất là cực.
coi như mà nếu mà được 1 ký cá thì nó khoảng từ giá tới nửa tiếng đồng hồ mới được ký cá nha. Dạ. À, thì bây giờ cái lượng người người ta đổ về chợ thì bắt đầu nó cũng hơi hơi có người, những cái cô chú anh chị bây giờ thì cái chợ bắt đầu có người rồi nha. Dạ đây. Ồ. Cái này thì chỉ bỏ cái xương không, bỏ cái xương, da và xương. Thì mình sẽ quay ngang cho cô chú anh chị mình xem cái chợ chủ nhật của cái chợ Bùi Môn. Thì đây là xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Thì mình sẽ review hết ngang qua cái chợ cho cô chú anh chị mình xem. Thì sáng nay thì Nhất Hợi cũng có cái dịp đi ngang qua cái chợ Bùi Môn, thì cũng review cái chợ Bùi Môn để gửi tới cho cô chú anh chị mình xem một cái cảnh chợ, một một cái cảnh chợ. Cái này 1 tiếng đồng hồ là mình vào được khoảng mấy ký em? Ký hả? 3 ký. Thầy nói chung thì 1 tiếng đồng hồ thì khoảng cỡ được 3 ký nha cô chú anh chị. Đây thì lời chia sẻ của thì cái chợ chủ nhật thì nói chung cái chợ này coi như là đa số là dân đạo nhiều nha cô chú anh chị. Đa số thì bên đạo nhiều. Thì chủ nhật thì nói chung thì ở những cái chợ thì người ta đổ về ta bán tất cả những cái món đồ mà rất là coi như là đẹp và lạ. Đây thì nho nó rất là ngon. Đây thì từ cái này thì mình mới ngồi ngang một cái đường ngang của chợ thôi, nhân chút nữa mình sẽ có một cái video nữa mình đi hết cái chợ Bùi Môn luôn để cho cô chú anh chị mình sẽ chia sẻ đến cho cô chú anh chị mình những cái hình ảnh trung thực nhất và những cái sinh hoạt hàng ngày của cái chợ Bùi Môn nó như thế nào, thì để sự chia sẻ cho cô chú anh chị mình biết luôn để cái sinh hoạt hàng ngày của cái chợ Bùi Môn. Nhưng đặc biệt cái chợ này nó chỉ đông khách vào ngày chủ nhật thôi nha. Còn như những ngày thứ hai đồ thì cho tới thứ bảy thì nó rất là vắng khách. Những cái người buôn bán ở đây người ta rất là coi như bán rất là chậm. Nhưng mà ngày chủ nhật thì tất cả cái gì đổ về đây thì bán cũng rất là ok. Bên kia thì nó có một cái món bánh bèo. Một cái món bánh bèo nữa rất là ok. Một tiếng đồng hồ chỉ có 3 ký. Thì ở đây thấy cái món cá thắt lát thì bán là rất là ok, nó tiện dụng cho những cái món như nấu canh, chiên chả cá và có thể là nhét vô ổ qua, rồi làm những món lẩu. Thì thật sự thì cái món cá bào này thì nó rất là thông dụng cho những cái món ăn hàng ngày, thì nó bán rất là được, rất là ok. Thì cái chợ này thì buổi sáng giờ này thì những chú qua chi đã đi thu qua chi rồi nha. Thì
bây giờ hai ba lạng người coi như ghé là hai ba lạng rất là nhiều. À, người ghé thì hai ba lạng nha cô chú anh chị. À, cá thác lát hôm nay là như giờ là giá là 30 ngàn. À, là ngày chủ nhật đó cá lên đó. Dạ nên ở đây người ta bảo ra người ta bán giá 30 ngàn cho cô chú anh chị. Dạ rất là ok. Dạ. Bên kia thì bánh bèo, bánh bột lọc và bắp. Dạ. Chỗ cá biển á ha. Dạ, em thấy rồi. À. Rồi thì buổi sáng hôm nay mình sẽ cái review cái món cá thác lát đây để cho cô chú anh chị mình xem. Thì cái video này đến đây mình cũng xin kết thúc. Mong cô chú anh chị mình xem ủng hộ Nhất Hội Vlog và cho Nhất Hội Vlog xin một like. Còn ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để xem tiếp những video mới nha. Và Nhất Hội Vlog xin tạm biệt và kính chào cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo. Và chào tạm biệt cô chú anh chị ạ.